Hôm nay, 14 tháng 5, tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 10, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của 200 cử tri và được kết nối trực tiếp đến hội trường của 21 xã, thị trấn của huyện Củ Chi. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 10 đã trình bày về các chương trình hành động, trong đó nhấn mạnh đến việc bảo tồn và vinh danh các di tích lịch sử của hai huyện Củ Chi và Hóc Môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hồ sơ sức khỏe cho người dân, nâng cao năng lực và trình độ quản lý y tế ở các cấp từ trung ương tới cơ sở. Đặc biệt, trong chương trình hành động của mình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra nút thắt lớn nhất hiện nay trong vấn đề phát triển huyện Củ Chi trở thành một khu đô thị sinh thái và đai xanh của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay chúng ta có 1.600 tuyến đường, cũng là cái sự cố gắng rất lớn, nhưng mà nhỏ, chưa quy hoạch tốt, cho nên nó cũng còn ngoằn ngoèo, đất nông thôn nó vẫn còn nặng nề. Cho nên nhanh chóng đầu tư tuyến giao thông, trong đó sớm triển khai cao tốc An Sương đi Một Bài, đường Vành Đai 3 để sớm kết nối Hóc Môn, Củ Chi với phía đông thành phố và tỉnh Đồng Nai. Các cử tri sau khi lắng nghe các ứng cử viên cũng đã bày tỏ đề bạt nhiều kiến nghị, nguyện vọng của người dân như vấn đề về xây dựng nông thôn mới, những bất cập trong vấn đề giải quyết đất đai, ô nhiễm môi trường sống, v.v. Thay mặt cho đoàn ứng viên, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp thu ý kiến đóng góp của các cử tri. Chủ tịch nước tán thành việc cử tri kiến nghị tạo nguồn lực lớn cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển hạ tầng, chăm lo cho đời sống, an sinh xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh cần phải giải quyết tốt hơn những vấn đề mà bức xúc hiện nay như chống ngập, như môi trường sống, như ùn tắc. Thì vừa qua tôi đã thảo luận với đồng chí thủ tướng mới hôm qua đã làm việc và chúng tôi đã đưa ra một cái nghị quyết chung là phải nâng tỷ lệ điều tiết của thành phố Hồ Chí Minh về ngân sách để thành phố có điều kiện phát triển thành phố và tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho ngân sách. Thì cái dịp này rất thuận lợi để chúng ta lắng nghe ý kiến của thành phố cùng với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố báo cáo với Quốc hội, Chính phủ để xem xét vấn đề điều tiết ngân sách thành phố hợp lý để tạo điều kiện cho vấn đề an sinh xã hội, một số vấn đề bức xúc của thành phố. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri và thăm các cán bộ chiến sĩ thuộc sư đoàn 9, quân đoàn 4, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.